Hello Kim Mì. Cái gì vậy? Máy xé đồ chơi gì vậy? Có cái hình hộp đây. Cái này là cái gì? Dở lên cho coi coi. Wow, một cái máy nướng bánh mì. Em nấu nước. Cái máy pha cà phê hay cái gì mì. Wow. Có cái hũ gì nữa vậy con? Đây nè, có cái khóa mà đây là mở sao này. Dặn ra hay gì nè. Ủa, dặn ra được nè mày. Ồ, dặn nó bung ra nè con. Sẽ dặn bên đây. Cái này được. Được không? Chị. Đó là cái gì? Wow, cái hình cà phê thế mày, mấy pha cà phê quá, hình cà phê hả con? Nó rớt ra nè. Dặn được không? Dặn á. Không có gậy, dặn vậy nè, dặn qua nè. Dặn qua. Dặn qua. Rớt ra thôi. Không được. Cái này gỡ cái dần keo ra mới dặn được. Không được. Hãy kéo cắt. Kéo đó. Cắt cái băng keo. Gần cắt trong tay á. Rồi đây cha dặn ra. Dặn quá thôi. Dặn. Dặn cái bùng vừa. Đó. Wow. Đây này. Cái nào nữa? Này, này. Này chắc gỡ băng keo ra thôi, lấy kéo băng cắt. Đang kéo cắt ra, cắt cái này á. Đang cắt cho tay cho. Không được. Kéo cắt thôi con. Không được. Rồi chơi làm sao? Cái đó chơi làm sao? Ba ly cà phê, hai ly màu vàng, màu cam với màu tím hả? Có hình trái tim hả? Màu vàng hình trái tim, màu cam hình gì mày? Hình cái đầu con chuột hay gì mày? Hình đầu con gấu hả? Màu tím là cái hình cái đầu con gấu hả? Yeah. Cái đó nướng bánh mì hả? Dở ra cắt được không? Nó kéo cắt. Ăn đậu hũ nước đường đi. Tàu hũ nước không đường được. Cứng quá hả? Đây cho cắt ra. Cắt nè. Hay keo cắt nè. Nó bị cứng đó. Được rồi đó. Tàu với bánh mì nó văng ra luôn. Nướng bánh mì ăn đau bụng, nướng bánh mì ăn ra mì. Wow, nó văng lên luôn hả mì? Nó đè mạnh, đè cái kia mạnh xuống đây. Wow, nó cho đè mạnh thôi đây, nó hay sao? Con bỏ vô đi, bỏ vậy thôi. Wow. Để xin nó được làm. Thì nó vậy con, đồ chơi này nó vậy. Sao? Mình đè nó xuống thì nó tự chạy ngược lên, nó văng lên thôi. Đè cái này xuống coi. Nó chịu. Nó chỉ văng vậy thôi, nó văng ngược lên thôi coi. À, nó là vậy đó, đồ chơi này là nó vậy á. Rồi coi cái kia coi. Mình nấu nước. Uống nước luôn ăn vào. Uống chắc bể cái bụng luôn quá, cái bình bự quá mà. Sao? Lấy cái ly hả? Đỡ được không? Cái chân đứt tay ở đây cho lấy kéo cho cắt cho. Bấm này sao chạy sao? Đâu có chạy đâu. Bấm hình như cái đó bấm nghe tiếng thôi.
Đây ạ. Cắt cho nó hơi lúc chụp lên. Con được rồi nè. Wow, bấm nghe tiếng pha cà phê ha. Trả ly cà phê vô. Ừ, cà phê nấu cà phê nào? Chắc bỏ cái này vô cái ly đó làm ly cà phê nè. Cho cháu xin đi cơ bảo này. Làm gì? Đồ chơi nè, 20 đồng. 3 món. Mẹ lên. Dạ. Làm gì đâu có gì đâu làm. Xong rồi. Dạ. Đủ gì? Cho coi cái hình của cái hộp thôi. Gì đây? Kitchen appliance set. Coffee maker, kettle. Toaster. Sao lấy cái bàn lại làm cái gì? Lấy cái đó làm cà phê á. Không biết. Chắc mở tiệm bán cà phê với bánh mì quá. Bàn ôm cho người luôn, cầm không hết là ôm cho người luôn. Cái bánh mì bỏ vô đó vậy? Chị đâu? Chừng nào sao? Cái này cho đồ ăn thôi. Ừ, số mũi rồi mày. Rồi sao nữa? Giờ em nướng gì? Nướng gì? Cha ăn bánh mì. Ăn bánh mì uống cà phê. Uống cà phê sữa hình con gấu. Ăn bánh mì nướng với cà phê sữa hình con gấu. Sao bánh mì mới, cái đồ nướng bánh mì mới này không nướng? Thử. Thử được không? Thử đi. Wow, được luôn mày. Văn gớt xuống đất dơ luôn. Cái bánh mì này chứ nó dở. Nó văn lên gớt xuống đất không. No. Dơ cái bánh mì. Không có. Đó nè. Không. Có không? Làm nhẹ nhẹ hơn chứ nó không có. Ừ, không có văn xuống. Ừ. Wow. Bánh mì này có bộ ngon à. Bánh này có bơ hay gì nó vàng vàng nè. À, bánh mì kia nó đen đen, nướng bị khét. Để con chép vừa bấm bị chậm. Cái đó cà phê nè. Nó giá bộ. Cà bộ nó chép bơ với bánh mì hả? Wow, ngon quá, thơm quá. Trong chủ quán bán đồ ăn sáng quá. Chét bơ mà em bỏ vô đó nướng nữa hả? Nướng hai lần luôn hả? Thế rồi. Bấm nút chứ. Tít tít tọt tít tọt tít tọt tít tọt tưng. Nóng chứ. Bánh mì phải nóng chứ. Lấy đầu gấp hả? Nóng quá lấy đầu gấp hả? Chuyên nghiệp quá. Để cho một ly cà phê hình con gấu luôn. Ok. Hình con gấu nữa. Để nó phải nhìn nè. Bỏ cái này vô đây nè, là cà phê hình con gấu nè. Bấm nút cho nó pha cà phê rồi. Bấm nút cho nó kêu đổ cà phê xuống. Trời 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 trời.
ấm nóc cho nó gót cà phê ra. Nó đã đâu được đâu con. Không. Bấm nóc cho nó kêu nó đổ cà phê ra rồi. Mình giữ bộ cái này. Đúng quá. Thay về giữ bộ. Ừ. Kêu cái gì vậy mày? Wow, cái cà phê luôn, wow, cà phê thơm quá. Cà phê hình trái tim luôn. Thơm chưa? Đói bụng quá. Nấu nước luôn hả? Hứng nước vô rồi, đúng rồi. Đâu? Hà chưa thấy hứng nước. Hứng nước đó hả? Wow, rồi. Rồi nấu nước rồi, bấm nút cho nó nấu rồi. Wow, đúng rồi, nó lên đèn đó. Nó sâu dưới. Wow. Nó sâu quá mày. Rồi xong xong xong, sôi rồi. Nó kêu chăng chăng chăng. Wow, đổ vô phần cà phê luôn á. Ngon quá, thơm quá. Ngồi đánh bàn đi, ngồi bàn đang chứ. Bàn đây hả? Ok. Mẹ cũng ăn luôn. Ok. Cơ cho mẹ ăn. Ăn okay. Bánh mì rồi. Chưa quên bóng gì rồi, chưa bóng gì. Chầm luôn. Uống cà phê rồi. À, cà phê hành trái tim luôn. Cà phê sữa. Rồi xong. Trả cái ly luôn nè. Mày nấu khác hả? Nấu thì khác đi cha. Ăn gì? Cha no rồi, cha mới ăn xong rồi. Dớ bộ. Nấu cho nấu cho mẹ đi. Dớ bộ. Cái bộ đói nữa hả? Dớ bộ đi ngủ. Để thức dậy rồi ăn. Ngủ hả? Thức dậy rồi ăn hả? Dạ. Yeah. Ăn gì? Ngủ dậy rồi đấy hả? Dạ. Yeah. À, khúc khác cái uống cà phê đi. Sáng ăn bánh mì rồi, má ăn bánh mì rồi. Ăn bánh mì nữa. Mì nó ok, bánh mì giờ dạ, ăn 2 miếng luôn. Wow, rồi gớt còn dơ luôn, dọc gác luôn. Không có. Nấu cái này cái khác đi. Cái này nó sạch hơn. Ừ, nấu cái khác đi. Lấy khác rồi. Ừ. Ok. Bánh mì này sót sô-cô-la hay gì, thấy nó nâu nâu vậy. Sô cô la đó hả? Đâu? Dạ. Yeah. Sô cô la lên hay gì vậy? Dạ đúng rồi. Đúng luôn hả? Rồi làm gì nữa? Chó thịt trong có rau không? Hả? Cho ăn hamburger, ăn sandwich đi. Bỏ thịt vô nữa làm sandwich đi. Ok. Không được, không được, có không biết. Không biết hả? Uống gì? Uống cà phê hành con gấu đi. Ok. Ồ, cà phê bỏ đó đó hả? Ta thấy cái này giống có cái nắp quá mày. Ừ. Mở được nhiều. Gót cà phê với mày. Xong rồi đó hả? Wow. Cà phê hình con gấu mà. Sao mà hình cà phê hình trái tim hoài vậy? Hình gấu phải cái tim. Cái này với thay bê kìa. Ừ. Đó sao mà cái tên thì bê. Cái thay đà bê. Cái này em cái này hình thay bê nè. Hả? Ngon. Ngon.
xong rồi ha. Wow, đúng rồi. Với bộ đổ rồi rồi nó có nước vô. Đổ nước vô luôn hả? Nước sôi nấu cho nấu chưa vậy? Wow, đổ nước cho hả? Nước nghe tiếng đục luôn. Rồi. Chưa nữa hả? Rồi còn cái gì nữa? Còn này. Còn này nữa. Thấy cái chén hả? Bánh mì nữa. Cho cô già. Bánh mì cho cô già nữa hả? Cho cô dạng một ly cà phê luôn. Lấy cái ly màu orange đó. Ly nào? Kìa cái ly màu orange đó. Không. Trà sữa. Dạ đó. Đó có ly này. Ly này. Ly bự quá vậy. Không được. Lấy cái ly màu orange đi, bỏ cái đó vô vừa. Rồi sao bỏ cái cà phê hình vô được? Mẹ muốn cái này màu vàng mà màu điếm. Ok. Vậy con làm màu điếm cho. Màu điếm tiếng Anh là cái gì? Purple. Purple hả? Dữ quá. Đây cái ly Coca đựng hả? Bỏ lên trên đó luôn. Đỡ bỏ được. Lấy cái đó mới làm đi cà phê được. Bỏ cà phê hình này kia được. Nó được. Được. Bỏ cà phê ra rồi. Bỏ cà phê ra luôn. Wow, cà phê thơm quá. Làm cà phê quậy cái hình gì coi. Wow. Wow, quậy được hành trái tim luôn kìa. Tủi quá. Dọn ra bàn á hả? Này cho chúng mình hả? Dạ. À, cho cô vàng. Và anh bà nói cho cô vàng hả? Cô vàng ăn uống rồi. Gì đây? Con bóng nó bay lên trần nhà hả mày? Nhảy không tới. Mình cho giúp không? Dạ. Bóng bự quá mày. Đại xuống cái mình con coi mày. Kéo cái bóng xuống cái mình con coi nó bự cái nào mày. Wow. Bự gấp đôi cái mình con mày. Không bấm hình gì vậy mày? Ăn xong chưa trời? Ăn xong rồi. Chưa xong. Chưa ăn mà hả? Hả? Rồi lại ăn luôn. Mấy cái bánh xe này đâu có lấy được không? Không phải xe đâu. Này bỏ không? Này không xài được đúng không? Ngon quá. Đừng cái nữa coi. Quên mượn đó. Uống cà phê đây. Đã quá. Rồi xong rồi đó bà chủ rồi. Hả? Ăn uống xong rồi đó hết rồi đó. Bà chủ nấu gì nữa vậy bà chủ? Nấu trà hả? Nấu nước. Nấu nước có cái gì trong ấm nước đó. Ủa đưa chế thôi chế là anh đâu. Trời dưới đất á. Rồi lên ăn đi. Mình ăn đi đậu uống thuốc cũng mang gì nè. Rồi no rồi. Bye bye bà chủ. Trả tiền. Trả tiền cho bà chủ. Em đi trả lấy bà chủ. Thì cái người bán đồ ăn là chủ. Mình trả tiền nè. Mình lấy điện xe.
Bye bye bà chủ. Con lấy điện xe rồi. Mời đi ra uống cà phê mình lấy. Hồi nãy cho đem cái bóp vô nhà nè, cái bóp màu vàng kìa. Bóp màu vàng đó. Bye bye bà chủ. No. Trái điện con. Về nhà con hả nè. Điện xe. Xe đâu giờ này ra xe lấy làm cái màu. Không phải. Bỏ trái tiền này được rồi. Ừ, tiền đâu? Ok. Mở ra. Nè. Money nè. Cha phải cầm. Thì nó money nè. Nó phải cầm mấy cái bóp, cầm mấy cái điện. Cha tay này cầm vậy thôi. Rồi 1 2 3. Hết rồi, chứ là cái bóp. Ờ cái này cái bóp đúng rồi, thanh kiều. Bye bà chủ. Không có nói được. Bye bye được chưa? Bye bye.